thật về chiếc mũ vòi voi sấy tóc được quảng cáo rầm rộ. Tóc thì không khô mà cười khô cả mồm. Nếu chăm lướt TikTok chắc hẳn bạn đã thấy một chiếc mũ vòi voi màu hồng như thế này mà các tỷ tỷ xứ Trung rất chăm quảng cáo. Theo các cửa hàng thì bạn chỉ cần lắp máy sấy vào, đội mũ 1 phút là tóc sẽ tự khô. Yên tâm làm việc khác mà không mất thời gian ngồi chờ chán ơi là chán. Thế nhưng sản phẩm này có thật sự thần thánh không? Chúng mình đã xem thử review của một cặp vợ chồng reviewer. Anh chồng thì không có tóc nên chị vợ sẽ thử nghiệm. Máy sấy bật lên và nảy cả người chị luôn. Thế nhưng người ta quảng cáo là sấy 1 phút mà ở đây sấy 6-7 phút rồi tóc vẫn còn ướt nguyên, không hề giống quảng cáo một tí nào. Đến màn review thứ hai của bà cô Mario này, đeo vào đã thấy khó khăn rồi. Sau khi sấy 3 phút thì tóc cô cũng không khô lên một tí nào, cảm giác rất bỏng da đầu do không có chỗ tản nhiệt của máy sấy. Nói chung là không có ưu điểm nào hết. Nếu cảm thấy phụ nữ tóc dài khó sấy thì ở đây chúng ta có một review ở nam giới luôn. Cùng cảm nhận là khi sấy rất nóng đầu, rát da đầu, nhưng vấn đề là tóc cũng có khô đâu. Khi thấm giấy vào đầu thì tóc anh chàng này vẫn ướt như lúc chưa sấy. Thiết kế mũ trùm đầu này quả thực là vô dụng và chỉ mang lại tiếng cười thôi. Đúng là không nên dễ dàng tin những quảng cáo trên mạng, cứ phải xem người ta thử nghiệm thì mới tin được, đúng không các bạn?